hôm nay thanh nhàn quán đi hoàng bảy ngày giờ sách ra xem thấy có chữ để đức nghi năng tương tuy tuy quan hoàng bảy có say một nà tí vớ hoàng khuyên ai giữ tròn đạo làm người đến cửa Phật lấy chữ Di Đà là hơn cả đầu sổ trường sinh lão âu chép biên họ Nguyễn ghế ông hiếu thuận thảo hiền tu nhân cùng là tích đức ông bảy chép biên cho rõ ràng bạo ngược toàn đi hại người ông cho chẳng trước thời sau lỗi nhầm có giá trị đâu sở nguyện mà được như ý ông cho sở cầu tòng tâm ai mất chữ tâm thời tội phải mang lưới trời bùa khắp bốn phương hại nhân thì nhân hại khó tìm đường thoát thân cầm cân đầy mực cứ đem chữ tội chữ nghi phúc để mà cân đừng có ai khoe mình trọn vẹn được muôn phần cây phúc kia mà đã kém thì hoàng cầm cân sao cho bằng trọng phú khinh bần cây đức kia mà tươi tốt ông cho muôn phần vẻ vang cung đàn tiếng hát hôm nay hoàng độ cho các đệ tử phúc dày lộc dư hoàng cũng khuyên ai đừng mà có khinh khinh những kẻ bần hàn cây đức kia mà tu tốt ông cho vẻ vang sau này nghe ông bày ra ông cho thuốc tiên tẩy hết bụi chân cao rồi lại mà được mười phần ghế ông thanh cao chữ cương thường treo cao giá ngọc chữ tam tòng tứ đức khuyên ghi họ Nguyễn hôm nay vọng bái tâu quỳ
Bảo Hà xin Đức Hoàng bảy người độ trì chứng minh. Nhác trong ôm bảy ngồi như tiên nho nhỏ, đèn pha lê mà sáng tỏ cầm xe như chiều từ múa long đao, chân ông vắt chéo như cổng mình ngồi xem sách. Ông hút thuốc vào như long quấn thủy thở khói ra như ra cát cầu phong. Hoàng bảy ăn chơi đang bận anh hùng, lên xe xuống ngựa chứ vẫy vùng khắp mọi nơi. Bốn phương non ni cảnh chơi chung thì nào của riêng ai, nào thương ai có tâm tình ngoài là chủ cả phong nghi hoa tuyết nguyệt. Có danh lợi mệt dòng chê khen đè lập trí cùng mu, mà hỡi ai danh tiếng để ngàn thu lấy non nước thu hiểu tình là nhất. Tuyết đi trắng trắng trong hoa thơm gió mát mượn cung đàn câu nghi ngát diễn hồn thơ, mang mát khoảng không gian như hương đưa như tuyết phủ như mây tan chi bay bồng tầm thân tham không nghĩ. Trong vũ trụ rộng không biên giới giấc mơ màng, chốn đi ấy bồng lai cảnh u nhàn thì tùng cúc với chút mai nơi tình thú riêng hoàng biệt. Nâng chén hồng trà ngấm mi câu thơ cổ, phải chăng hồn lý đỗ vẫn vơ đây. Gió hiu hiu ngọn nì cỏ với cành cây gần ngàn sóng ruồi tầng mây đua tiếng. Cuộc cờ xóa xóa bầy bầy ván ni bài tam cúc xưa nay thật tức ngỡ cười, được thua phán kết mà thôi. Khi suy tướng sĩ thì cũng đi đời bình địa, lúc nghĩ lại phòng ba
nổi hiệu châm ngoanh, mở đường cho sĩ tượng chứ sẽ hồng mà tiến xa. Xưa nay việc nghề nước việc nhà hiểu chung giữ tốt ấy sẽ là thành công. Thần ai chi vì khách tài tình, hồ dề mấy ai hay kiếp nhân sinh, ba vạn sầu ngàn ngày. Kiếp nhân sinh ba vạn sầu ngàn ngày, say cũng lùi mà không say vẫn đùa. Khoảng trời đất dọc nghi ngang ngang, dọc chỉ anh hùng phun đúc tráng càng khôn. Sao trong tay trăm trận ra không sơn, xoay trời đất hoàng bầy mơ khó vô tận. Nay gặp hội thiên khai thế vận, chén trà thơm dâng lên hoàng bầy, ngài châm trước một đôi ba tuần. Hoàng là tài tử sanh nhân, cho bỏ lúc phong trần vì non nước. Đêm qua trăng nghi gác ngoài hiên, lấy cây bài lá ông bầy ngự vui khi xuân về. Cảnh non bồng ông ngồi ra ngự ngự trên sập công đồng, các ghế trải chiếu long lân. Hương sông quần giang tay châu báu, hoàng xòe kim ngân để đánh bài. Hiền tư cô tam khôi, nhất kinh tứ thập hồng, bạch đình chỉ tôm lèo, bạch nghi thủ gà lì, bí tứ xuyên lục, có nước gò hoàng cũng chơi. Bạch thủ chi mới hồi đầu, đã bạch thủ chi hai lèo tám đỏ, lại thêm có cả. Mừng rỡ hò reo các cô tiên nàng, mừng rỡ hò reo hội sau lại thống nghi bạch đình, có cả chi có cả tôm. Đôi mươi quân nghi đã thuộc lầu, dịch nghi ba xuống sau kèo trong nghi suy
hoàng bảy u chi thập mi hồng bạch đỉnh thương kỳ ông. Dòng này sông sông nước chảy hồ thu, quân đi quân đi bát vạn cho dù là cá bơi. Thuyền rồng ngập mi nghe tới nơi là chàng ngủ sách, ai ơi mà thấu tình. Bát văn khập mi khiến tâm hình nhị bàn nhị sách xinh xinh ông ghét vào. Còn đi thất văn đi thì nổi tiếng là anh hào tam vạn tam sách ông bày ghét vào là bi. Cầu nôm mà nhắn chàng kiều vàng chiều hôm đang đợi chờ. Dòng sông sâu nước chảy lững lờ sánh cùng bát sách đang đợi chờ chi. Rồi đĩa vàng bát ni ngọc bày ra, bàn tiến lại trải chiều trên sập hoa ngay tức ngỡ thì. Phân ban ni tà hữu hồ lì, ngừ vui ông bày đánh sóc đĩa mà bốn bề các ghế xôn xao. Mà bốn quân đi trong nghi đĩa xào xào, ông bày người bán chắn thì có ghế nào mà dám cân. Họ Nguyễn may ra, ghế họ Nguyễn may ra là người có phúc có phần, mở ra sấp mi một chứ được mười phần cho vẹn mười. Một quan giam lại thành hai, ván sau gấp bốn hoàng thắng hoài như không. Nay trần gian khát nước tứ tung, bảo nhau đánh lẻ khắp trong một bàn. Tiền tiền bạc bạc dư muôn, ai biết đâu vẫn đen đỏ mà thiệt hơn nó thế nào. Bỗng cơn đen đi như gió thổi ào ào, năm canh quan hoàng bày chút hết cả kho vào cho họ Nguyễn ghế ông. Lệnh sai thập nhị các cô tiên nàng, cô nào việc ấy mau mau sửa sang ra đừng hầu. Tiên cô nàng thả sai
trà tàu. Sơn Lâm đồng ý, ông Bảy gật đầu vỗ gối ban khen. Nàng đôi dâng bộ khay đèn, xe ngà tâu sứ móc tiêm nạm. Hộp thuốc ngang con nàng ba, cố dâng nghĩ hộp thuốc ngang. Thế là vừa ý ông Bảy Hoàng trốn Sơn Lâm. Con nàng tư cố đốt nghĩ đình nhang trầm, ngọn đèn cố kêu cho tỏ, tay cố tư cầm cầm móc. Hàng năm dâng hộp bánh nguyên, theo xìu thuốc lá cảnh tiên ai sánh đi. Tiên cô nàng sau tính nết cô nhu mì, xuân về dâng ông con tuấn mã, để hôm nay ông Bảy đi chậm đồng. Đầy khúc đàn thông tiên cô nàng Bảy vào, đầy khúc đàn thông miệng ca rồi đối tay múa đàn ngũ quân nghe nọ ngà. Tiên cô nàng tạm ngơ, cô dâng chiếc lược ngà, đôi tay cô trải chút sao mà thật là khéo thay. Yêu điệu ái tây tiến cô nàng chín na, cô yêu điệu ái tây ngày ngày cô dâng một một đôi giày để hầu ông. Mua lượn bài bóng tiên cô nàng mười, cô mua lượn bài bóng cánh nghi ba giờ tí, cầm đèn lồng cố bước ra. Quạt nước pha trà tiên cô mười một, quạt nước pha trà ấm mì tiên bình ngọc, đôi tay ngà cô dâng ra. Còn cô mười hai xài chiều chia bài, cảnh ở tiến giá ngự thì nào có ai dám sánh cùng. Đủ mười hai cô hầu hạ bóng quan hoàng, sóng loan trường huệ ban loan tiệt. Ai lên trái út bảo hà, đền thờ ông Bảy ấy là cảnh tiên. Trước cửa đền thiên nhiên tạo dựng núi xếp tầng, vách nghi đứng treo leo suối trong cuốn lượn qua đèo. Sông sâu nước chảy thác reo quanh đồi.
lệnh ông bảy sai thổ mãn hội đồng cung mình đốc rước rước ông bảy hoàng về trong cung thánh sao.